Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ hai ngày 11 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Quý 2 năm nay, huyện An Lão đề ra các mục tiêu giải pháp cụ thể thực hiện, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế giảm thiểu khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giúp doanh nghiệp, người nộp thuế có điều kiện tái đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đẩy mạnh việc đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, góp phần kết nối, quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, tăng cường thêm các kênh phân phối mới thông qua nền tảng số. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, quý 1 năm nay, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song huyện An Lão đã hoàn thành nhiệm vụ kép là phòng chống dịch Covid-19 và duy trì phát triển các hoạt động kinh tế xã hội. Một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Bước sang quý 2, huyện đề ra các mục tiêu giải pháp cụ thể thực hiện, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Năm nay, theo dự toán thu ngân sách, huyện An Lão phải thu 229 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với năm 2021. Đây được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp suốt hơn 2 năm qua, khiến việc sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn. Vì vậy, trong quý 1, thu ngân sách của huyện An Lão mới đạt hơn 39 tỷ đồng, bằng gần 17% dự toán năm, thấp hơn cùng kỳ. Vì vậy, trong quý 2, huyện An Lão sẽ tập trung vào việc đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách. Cái ngân sách thu là nó thấp là do là cái tiền thu từ đất là mình chưa thu được gì. Thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã yêu cầu là các ngành để chuẩn bị các điều kiện. Nhưng nó vướng mắc ở đây là cái công tác giải phóng mặt bằng. Thì vừa rồi là chúng tôi cũng đã hoàn thành được cái việc giải phóng mặt bằng của 4 điểm để chuẩn bị cho đấu giá. Thì nếu chúng tôi kịp thời thì chắc là trong tháng 5 là chúng tôi sẽ tổ chức được đấu giá đợt thứ nhất với dự kiến là 94 lô. Thì giá khởi điểm là đã thu được 160 tỷ. Như vậy thì là sẽ đảm bảo được cái ngân sách và trong quý 2 thì chắc chắn là cái vấn đề thu ngân sách thì nó sẽ đạt và vượt cái kế hoạch đề ra. Bên cạnh việc thu ngân sách còn thấp thì một số chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn huyện An Lão trong quý 1 cũng có bước tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 14%, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ. Đặc biệt đối với các dự án lớn đang được triển khai trên địa bàn như sân gốc Hải Phòng Sakura Club, tuyến đường nối ven biển, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, công tác giải phóng mặt bằng đã được đẩy nhanh, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, bảo đảm tiến độ. Quý 2, huyện An Lão sẽ tập trung cao cho việc thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm, kêu gọi đầu tư để sớm triển khai được các dự án phát triển công nghiệp đô thị, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tăng cường công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Chúng tôi cũng đã đánh giá và nhìn nhận thẳng thắn về cái tồn tại hạn chế cũng như là các triển khai. Thì chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng cấp và chỉ rõ ra những cái thời gian, cái tiến độ cụ thể. Thì chúng tôi tin tưởng rằng trong quý 2 thì chúng tôi cũng đạt và vượt cái kế hoạch đã đề ra. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chủ đề 5, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện An Lão rà soát đối chiếu với 15 chỉ tiêu, 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, tập trung vào khâu yếu, lĩnh vực còn khó khăn, quyết tâm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong quý 2 và cả năm 2022. Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế giảm thiểu khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giúp doanh nghiệp và người nộp thuế có điều kiện tái đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Trước những khó khăn tác động của dịch Covid-19 và không lỡ nhịp với đà phục hồi kinh tế của khu vực và thế giới, ngày 11 tháng 1 năm 2022, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 10%.
Nghị quyết số 43 cũng cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022. Số tiền thuế được hỗ trợ sẽ góp phần giúp doanh nghiệp, tổ chức và người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Khi chúng tôi được tiếp cận những cái việc giảm thuế như thế thì là có được rất lợi trong cái việc giảm chi phí đầu vào, và kể cả thuế thu nhập doanh nghiệp chúng tôi cũng nộp thấp đi, thế là cũng có hỗ trợ cho doanh nghiệp được vượt qua cái lúc dịch bệnh khó khăn này. Thế thì dịch bệnh nó cũng qua rồi, thì chúng tôi bây giờ bắt đầu vào đang phát triển sản xuất kinh doanh. Chúng tôi sẽ tăng cường mở rộng kinh doanh, hướng tới các cái thị trường mà hiện nay mình còn đang bỏ ngỏ. Trước đó, nhiều chính sách tài khoá tiếp tục được thực hiện như quyết định số 27 của Thủ tướng Chính phủ giảm 30% tiền thuế đất phải nộp của năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nghị quyết số 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Bên doanh nghiệp cũng được hỗ trợ những cái phần bảo hiểm liên quan đến cái chế độ của người lao động, gọi là hỗ trợ cái vấn đề bảo hiểm liên quan đến tiền lương trong cái thời điểm dịch, đã những người mà trong đã được đóng bảo hiểm ấy, được chính phủ hỗ trợ và đã được cái đấy là phần để lo cho cái giảm bớt cái áp lực về kinh tế trong thời điểm dịch. Hiện nay, Bộ Tài chính đã hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Cùng với nhiều chính sách đã và đang được thực thi, nghị định gia hạn về thuế và tiền thuê đất trong năm 2022 đang rất được các doanh nghiệp kỳ vọng, mong chờ. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị kinh tế và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thì việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã tham gia các sàn thương mại điện tử là hết sức quan trọng, góp phần kết nối, quảng bá, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tăng cường thêm các kênh phân phối mới trên địa bàn thành phố thông qua nền tảng số. Dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng cũng đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tại Hải Phòng, không ít hộ, đơn vị sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp đang tham gia kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mở ra những hướng đi mới trong sản xuất, kinh doanh phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Qua cái hệ thống các cái sàn thương mại điện tử thì họ tiếp cận các cái thông tin rất là nhanh. Đó, và những cái sàn có uy tín thì đấy là cái việc mà chúng tôi quảng bá cái sản phẩm ra toàn quốc thì nó dễ dàng hơn, nhưng nó không bị mất thời gian như ngày xưa nữa. Chương trình chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2020 đã xác định nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng. Tại Hải Phòng, tháng 9 năm 2021, thành phố đã ban hành kế hoạch về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Hiện Hải Phòng đã có 266 sản phẩm nông sản địa phương, trong đó có hơn 100 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn postmart.vn và vỏ sò.vn. Các sàn cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để nông dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận với dịch vụ, phục vụ tốt khách hàng. Sàn vỏ sò của Tổng công ty Bưu chính Việt Ten thì là hỗ trợ người nông dân cũng như cơ sở sản xuất về các cái sản phẩm nông nghiệp là đưa lên sàn và cung cấp các cái thông tin nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng cho đến người tiêu dùng. Cái việc về chi phí về gian hàng trên đấy thì vỏ sò sẽ miễn phí cho các hộ nông dân cũng như là cơ sở sản xuất là 100% cái phí trong vòng 1 năm, cộng với cả cái phí vận chuyển là giảm tới 50%. Các sàn thương mại điện tử và nền tảng số là kênh bán hàng tốt, giúp quảng bá nông sản, mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ nhanh, mang lại lợi ích cho cả người bán và người mua, từng bước thay đổi thói quen sản xuất và tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục là xây dựng cái nền tảng, xây dựng cái phần mềm để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng cái sàn giao dịch điện tử, thương mại điện tử riêng cho nông sản của Hải Phòng. Chúng tôi cũng có cái ưu tiên là trước hết vào các cái xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.
gồm có 22 xã và mở rộng các giai đoạn tiếp theo. Ở trong cái tiêu chí này thì chúng tôi sẽ có sự trọng tâm, trọng điểm thế và có sự đồng bộ đấy trong cái việc mà thực hiện cái kế hoạch này trong thời gian tới. Sàn thương mại điện tử với phương thức tiêu thụ trực tuyến đang được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao giá trị cho các mặt hàng nông sản, góp phần quan trọng trong việc quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp và hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành và khám chữa bệnh của các bệnh viện vô cùng cần thiết, giúp cho mọi hoạt động của bệnh viện nhanh chóng, công khai, minh bạch, người bệnh và nhân viên y tế đỡ vất vả hơn, từ đó là tăng sự hài lòng của người bệnh đối với việc khám chữa bệnh. Thay vì chờ đợi để gặp bác sĩ, chỉ cần cầm smartphone, chị Nguyễn Thị Mai Linh và người nhà đã có thể tra cứu được hồ sơ bệnh án của mình bất cứ lúc nào. Việc làm trên đã tiết giảm được thời gian chờ đợi và làm thay đổi thói quen đi khám chữa bệnh của người dân. Ngay từ khi vào viện thì em đã được các anh chị điều dưỡng hướng dẫn kết nối qua mạng với bệnh viện và bác sĩ điều dưỡng. Qua cái hệ thống wifi của bệnh viện thì em có thể tra cứu bệnh án của em bất cứ lúc nào. Và người thân của em cũng có thể theo dõi tình hình bệnh án của em ngay tại nhà hoặc là bất kỳ ở đâu. Và cũng không cần phải kết nối trực tiếp với bác sĩ hay là gặp trực tiếp với bác sĩ mà chỉ cần qua mạng. Còn với bác sĩ, mỗi lần đi thăm bệnh, chỉ cần mang theo máy tính bảng là có thể tra cứu cũng như cập nhật toàn bộ thông tin bệnh nhân thông qua hệ thống mạng của bệnh viện. Nhờ có chuyển đổi số mà cái việc theo dõi điều trị bệnh nhân của chúng tôi trở lên có hiệu quả hơn. Ở bất kỳ đâu chúng tôi cũng có thể theo dõi được diễn biến của bệnh nhân về triệu chứng lâm sàng cũng như là cận lâm sàng để ra được các cái chỉ định một cách kịp thời nhất, nhanh nhất để bệnh nhân điều trị đạt hiệu quả cao. Kèm theo đó là khi bệnh nhân ra viện rồi thì chúng tôi vẫn có cái sự liên lạc trao đổi giữa bệnh nhân và bác sĩ điều trị. Chính vì thế mà đã có những cái lời khuyên hữu ích với bệnh nhân hoặc là điều trị kịp những cái bệnh mà sau hậu sản để có những cái tư vấn cho bệnh nhân một cách hiệu quả hơn. Công tác chăm sóc sức khỏe hiện nay đang chuyển dần sang hướng điều trị cá thể hóa. Các bệnh viện đang nỗ lực chuẩn bị để tiến tới người bệnh không phải chờ đợi và đăng ký khám chữa bệnh, mà quy trình sẽ được xử lý tự động từ khi bệnh nhân đặt hẹn qua hệ thống. Họ sẽ được cấp một mã thẻ để có thể nhận diện ở các cơ sở y tế. Nhờ vậy sẽ giảm được thời gian chờ đợi, thanh toán thông qua các mô hình tài chính tự động tích hợp. Muốn làm được điều này, các bệnh viện cần phải có dữ liệu để từ đó phân tích, đưa ra giải pháp điều trị phù hợp với từng cá nhân. Trong bối cảnh đó, ngành y tế Hải Phòng đang hướng đến xây dựng hệ thống điều trị và đưa công nghệ 4.0 vào phục vụ khám chữa bệnh. Nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò tiền phong gương mẫu, nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong giải quyết những công việc ở cơ sở, tăng cường sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Thời gian qua, phong trào Ngày thứ Bảy cùng dân do Quận ủy Lê Chân phát động đã được các địa phương, đoàn thể chính trị xã hội triển khai với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, được người dân ghi nhận và hoan nghênh. Kể từ khi mô hình phân loại rác thải tại nguồn được triển khai thí điểm tại phường Hàng Kênh vào cuối năm 2021, các cán bộ cơ sở ở đây lại có thêm một nhiệm vụ mới là đến tận nhà người dân để tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động của các hộ dân về phân loại rác thải tại nguồn. Thì chúng tôi cũng đã mời các cái đồng chí ở bên công ty môi trường đô thị phối kết hợp để xuống hướng dẫn các hộ dân về thực hiện những cái công việc hết sức là cụ thể để hướng dẫn các hộ dân biết được mục đích và là chúng ta sẽ phân loại tại ngay từ đầu nguồn. Một số hộ dân thì cũng chúng tôi cũng tuyên truyền thì cũng ý thức chấp hành rất là tốt, rất là nhanh, rất là ủng hộ. Thế nhưng mà tuy nhiên là cũng còn tùy thuộc vào ý thức của từng hộ dân, từng cá nhân. Chúng tôi cũng phải tuyên truyền một lần, không được chúng tôi cũng tuyên truyền đến hai lần để là cho các hộ dân có ý thức dần. Từ đó là các hộ dân rất là ủng hộ cái chương trình, cái mô hình phân loại rác thải tại nguồn của chúng tôi. Đã ngoài 90 tuổi, sống đơn độc một mình lại không con cái, bà Hòe là một trong 4 trường hợp được phường Đông Hải trợ dưỡng thường xuyên. Hàng tháng, các tổ chức đoàn thể phường, tổ dân phố đều đến nhà động viên thăm hỏi, trao tặng lương thực và tiền hỗ trợ. Ngày thứ Bảy cùng dân với những cán bộ đảng viên vốn đã quen với việc gần dân, nay lại càng sát dân hơn. Trong năm qua, đã có trên 1.600 ngày ra quân, 769 buổi phát thanh tuyên truyền, thu hút 30.000 lượt cán bộ công chức, viên chức và nhân dân tham gia.
các cấp hội đoàn thể tổ chức hơn 4.500 lượt, thu hút 80.000 lượt cán bộ hội viên tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, xóa quảng cáo rau vặt trái phép. Trong thời gian tới thì phường chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động bà con nhân dân đẩy mạnh cái hoạt động phát triển kinh tế của mỗi các hộ gia đình, đặc biệt là qua cái phong trào mà vay vốn để cho các cái hộ khó khăn có cái điều kiện để vươn lên trong cuộc sống, để tăng cái thu nhập. Đấy. Rồi tiếp tục trợ cấp trợ dưỡng và đảm bảo cho các cái gia đình hiện nay còn một số cái hộ cận nghèo thì sẽ đảm bảo cái đời sống bằng cái mặt bằng chung của xã hội. Không chỉ mang ý nghĩa là các hoạt động hướng về cơ sở, cũng từ phong trào, những việc như khiếu kiện đơn thư lên cấp cũng giảm đi khi hoạt động cùng dân đi vào nền nếp và thực sự đi vào lòng dân. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp tiến hành trong một ngày, thứ 3, ngày 12 tháng 4 năm 2022. Dự kiến bàn thảo và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan tới điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố, đề án hỗ trợ tài chính duy trì và phát triển câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng giai đoạn 2022-2026, bổ sung danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2022, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp với giải quyết nhà ở cho các hộ sinh sống tại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Chủ trương đầu tư chương trình đầu tư xây dựng các công viên cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025. Chủ trương đầu tư các dự án, trung tâm điều khiển tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường và lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động giai đoạn 1. Dự án phòng chống sạt lở núi Thiên Văn, quận Kiến An. Dự án đầu tư xây dựng kéo dài đường Đỗ Mười đến đường trục khu công nghiệp V-Ship. Dự án đầu tư xây dựng nhà điều trị 7 tầng Bệnh viện Kiến An. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại tổ dân phố Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An. Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đảo Cát Hải tại xã Nghĩa Lộ và tuyến đường kết nối khu tái định cư với đường Tân Vũ Lạch huyện. Dự án đầu tư xây mới cải tạo nâng cấp mở rộng nâng cao năng lực cơ sở trợ giúp xã hội Hải Phòng. Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án. Đầu tư xây dựng công viên cây xanh nút giao Nam Cầu Bính, cải tạo nâng cấp quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền. Đầu tư xây dựng trung tâm chính trị hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu vực Bắc Sông Cấm. Đầu tư xây dựng trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu vực Bắc Sông Cấm. Đầu tư xây dựng cải tạo đường 359, đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông đô thị khu công nghiệp Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên. Cũng tại kỳ họp chuyên đề lần này, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo về việc thực hiện quyết định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ y tế làm việc tại trạm y tế lưu động và hỗ trợ người điều trị COVID-19, F0, cách ly y tế, F1, hỗ trợ thêm tiền ăn cho nhân viên y tế trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại cơ sở y tế tầng 2, tầng 3. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng chủ động xây dựng phương án vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn, chất lượng, phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Giới trẻ đang có xu hướng lựa chọn các chuyến du lịch ngắn ngày với các địa điểm có cảnh quan đẹp, nhiều điểm check-in và ẩm thực phong phú. Trước nguy cơ lưới điện thành phố quá tải cục bộ trong mùa hè năm nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng đã chủ động xây dựng phương án vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn, chất lượng, phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố. Điện lực Vĩnh Bảo hiện đang bán điện trực tiếp cho 13 xã thị trấn trên địa bàn. Thời gian qua, Điện lực Vĩnh Bảo tập trung đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định cho sinh hoạt và sản xuất của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Năm qua, Điện lực Vĩnh Bảo thực hiện nâng công suất 54 máy biến áp, tăng gần 6.800 kV-ampe, xây dựng mới 8 trạm biến áp tăng 2.000 kV-ampe, đảm bảo công suất cơ bản cho nhu cầu phụ tải của địa phương. Điện lực Hải Phòng đã đầu tư nâng cấp cải tạo, trong đó thì là nâng cấp các cái trạm biến áp từ công suất thấp đến công suất cao, xây dựng một số cái trạm mới để thu hẹp bán kính cấp điện và đưa cái chất lượng điện áp phục vụ cho nhân dân cho trong những cái mùa nóng lực hoặc mùa là đảm bảo được chất lượng rất tốt.
Bên cạnh đó thì cũng Ủy ban nhân huyện đã tuyên truyền động viên các cái doanh nghiệp đang bán lẻ điện cũng phải đồng hành cùng với Điện lực Hải Phòng để đầu tư xây mới các cái trạm biến áp và cùng đồng hành với Điện lực Hải Phòng nâng cấp một số trạm mà có cái quá tải. Ngay trong đầu năm 2022 thì Điện lực đã đề xuất đầu tư xây dựng 6 trạm biến áp mới để cấy thêm vào các xã có những cái trạm quá tải. Đề xuất đầu tư xây dựng cải tạo 3 lộ 10 kV để lên vận hành 35 kV. Và trong cái 3 cái lộ này thì có 51 trạm biến áp sẽ được nâng công suất 10 kV lên 35 kV để đảm bảo cấp điện ổn định cho các cái khu vực mà từ đây đi Thắng Thủy và đi các cái xã Việt Tiến, Dũng Tiến. Theo thống kê của ngành điện Hải Phòng, sản lượng điện ghi nhận trên hệ thống trong những ngày nắng nóng thường tăng gấp 1,3 lần trở lên so với ngày thường. Năm nay, căn cứ thông số của năm 2021 và cập nhật tình hình các tháng đầu năm, dự báo phụ tải của thành phố sẽ tăng trên 11% so với năm 2021, công suất cao nhất khoảng 1.750 MW, tăng 11,9% so với năm 2021, tập trung vào các tháng mùa hè. Trước nguy cơ lưới điện thành phố có khả năng quá tải cục bộ trong mùa hè năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng đã chủ động xây dựng phương án vận hành hệ thống điện khu vực Hải Phòng, đảm bảo không để quá tải đường dây trung thế và các trạm biến áp 110 kV. Song song với đó, công ty cũng thực hiện nâng công suất chống quá tải cho các trạm biến áp phân phối, luân chuyển máy biến áp để phòng sự cố, thay mới và đóng điện nhiều máy biến áp mới. Ngoài ra, ngành điện Hải Phòng khuyến cáo các khách hàng và người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện công suất lớn, góp phần giảm áp lực quá tải cho lưới điện thành phố, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho tất cả các khu vực, nhất là trong thời điểm nắng nóng sắp tới. Khu du lịch Đồ Sơn từ lâu đã là một điểm đến, một sự lựa chọn quen thuộc không chỉ với người dân thành phố mà còn đối với du khách trong nước và nước ngoài. Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến thời điểm này, quận Đồ Sơn đang từng bước tạo sự chuyển biến trong lĩnh vực du lịch với kỳ vọng sẽ đưa du lịch Đồ Sơn phát triển một cách đột phá. Kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày vừa qua có thể coi như một sự mở màn khá hoàn hảo cho mùa du lịch năm nay, khi các điểm du lịch tại Hải Phòng thu hút rất đông du khách. Theo thông tin nhanh từ phòng du lịch quận Đồ Sơn cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ, quận Đồ Sơn đã đón trên 110.000 lượt khách du lịch trong và ngoài thành phố. Trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua thì lượng khách trở về Đồ Sơn tăng đột biến. Cái thứ nhất là trong cái cách thức quản lý nhà nước về du lịch, chúng tôi có những cái điểm mới và điểm khởi sắc. Thứ hai mà chúng tôi có đánh giá đó là cái môi trường cũng như là cái thời tiết rất là thuận tiện khi mà du khách trở về với Đồ Sơn. Việc thứ ba nữa là đến với Đồ Sơn thì chúng ta không những du lịch biển, du lịch đảo ra thì chúng ta lại còn có thể du lịch văn hóa tâm linh, du lịch lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng. Trước đó, để chuẩn bị cho mùa du lịch năm nay, quận Đồ Sơn đã có nhiều hoạt động và trải nghiệm mới mẻ, chủ động xây dựng phương án đón khách, không chèo kéo, bắt chẹt du khách. Lần đầu tiên thì ngày hôm nay muốn trải nghiệm cái khu mới là khu Đồi Rồng. Thấy khu mới rất là hiện đại, nó giống tựa như là Nha Trang ấy. Thấy cái khung cảnh nó hoàn toàn mới, cát thì rất là trắng. Và cái bãi biển thì mình nhìn cảm giác là rất là sạch sẽ. Cảm nhận đầu tiên đó là người dân rất thân thiện và dịch vụ thì tương đối tốt. Mọi người đều mến khách và phong cảnh ở đây thì được cái rất là thoáng đãng, khiến cho mình cảm giác thoải mái và thư thái hơn, để lại ấn tượng khá nhiều đối với trong chính mình với lại cả một đoàn người đi như thế. Trong thời gian tới, bên cạnh việc tích cực cải tạo cảnh quan môi trường, quận Đồ Sơn sẽ tiếp tục tuyên truyền tới từng người dân, các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm việc giữ gìn cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ, làm mới các dịch vụ, điểm kinh doanh nhằm thu hút khách, xây dựng khu du lịch Đồ Sơn thành một điểm đến đẹp, văn minh, thân thiện và an toàn. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu 2 Đồ Sơn. Mặc dù lượng khách cũng khá đông nhưng vẫn ít hơn so với 2 ngày trước. Theo các đơn vị chức năng của quận Đồ Sơn cho biết, chỉ trong vòng 3 ngày vừa qua đã có tới trên 110.000 lượt khách đến đây, cao hơn cả thời điểm trước khi có dịch COVID-19 xuất hiện. Và đây cũng là một tín hiệu cho thấy một mùa du lịch Hải Phòng nói chung và Đồ Sơn nói riêng có nhiều khởi sắc.
Thời gian gần đây, giới trẻ đang có xu hướng lựa chọn các chuyến du lịch ngắn ngày với các địa điểm có cảnh quan đẹp, nhiều điểm check-in và ẩm thực phong phú. Vì vậy, thành phố Hải Phòng là một trong những lựa chọn yêu thích của nhiều bạn trẻ khi đáp ứng được tất cả các tiêu chí này. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay, thay vì chọn những tour du lịch xa, nhiều bạn trẻ có xu hướng chọn những tour du lịch ngắn ngày và Hải Phòng là một trong những điểm đến yêu thích. Vì vậy, trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ, sau một thời gian ngắn tham quan, vui chơi, giải trí tại thành phố Cảng, từng đoàn khách du lịch khi ra về đều tranh thủ mua đồ ăn, quà lưu niệm về làm quà cho người thân, gia đình và bạn bè. Nhưng mình thấy thì ẩm thực ở Hải Phòng rất là ngon. Còn cảnh quan thì hôm đấy thì ngắm bình minh với hoàng hôn thì đẹp. Con người thì mọi người rất là nhiệt tình. Thế là nếu mà có cơ hội thì bọn tôi sẽ xuống thêm lần nữa. Về Hải Phòng nói chung thì khá là vui. Cả ẩm thực thì ngon, rất ngon. Với cả còn cảnh thì em không nghĩ là Hải Phòng đẹp như thế. Đúng với vị trí là một thành phố biển thì là không khí rất trong lành, con người nồng hậu. Trải nghiệm rất là đáng nhớ là chúng ta nên đi một nhóm đông thì sẽ có rất nhiều kỷ niệm. Theo ghi nhận, trong 3 ngày nghỉ lễ, ga Hải Phòng trung bình đón gần 3.000 khách một ngày, cho thấy Hải Phòng đã, đang là điểm đến lý tưởng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thành phố Cảng. Không chỉ dịp này mà sắp tới, thành phố Hải Phòng với lễ hội Hoa Phượng Đỏ và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5, hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao sẽ được tổ chức, sẽ trở thành điểm nhấn hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế, xã hội, thành phố. Trong cuộc sống hiện nay, vẫn còn không ít những mảnh đời khó khăn, kém may mắn cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Với mong muốn sẻ chia và động viên, giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt, với bớt đi những khó khăn trong cuộc sống, siêu thị Không Đồng ra đời đã góp phần chung tay để những mảnh đời nghèo khó có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Mỗi người khi đến với siêu thị Không Đồng sẽ được phát một phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng là những nhu yếu phẩm hàng ngày. Hơn 100 suất quà được trao tận tay đến mỗi người dân đã làm vơi bớt những vất vả, lo toan bộn bề trong cuộc sống đối với những hoàn cảnh khó khăn. Hoàn cảnh khó khăn của bố mẹ con em được sự quan tâm của tất cả mọi người nên là em cảm giác rất là vui sướng bởi vì trong cuộc sống bọn em được quan tâm, chia sẻ và được yêu thương. Những năm qua, đồng bào giáo xứ Cựu Viên không chỉ tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn cùng với các cấp ngành thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hỗ trợ giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn diễn ra hàng năm. Siêu thị Không Đồng được tổ chức nhờ sự phối hợp của chính quyền địa phương quận Kiến An, Caritas Giáo phận Hải Phòng và Giáo xứ Cựu Viên mang những phần quà ý nghĩa thiết thực trao tặng đến đúng đối tượng. Trong những năm qua thì Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ quận đến phường đã phối hợp với các cơ sở tôn giáo như là Công giáo, Tin lành và Phật giáo trên địa bàn quận đã làm tốt cái công tác an sinh xã hội. Việc này thì đã góp phần vơi đi những khó khăn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn quận. Trong thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc cũng sẽ tích cực phối hợp với các cơ sở tôn giáo để làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận Kiến An. Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đặc biệt là bên mặt trận của quận cũng như các phường để chúng tôi tìm được những gia đình thực sự khó khăn đang cần sự giúp đỡ. Thì chúng tôi cũng hy vọng là qua cái hình thức ấy để nói lên sự quan tâm của cộng đồng và giúp cho bà con vui vẻ cũng như là tăng thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn thử thách. Mỗi suất quà là chứa đựng những tình cảm nồng ấm, sự sẻ chia thiết thực của cộng đồng, là nguồn động viên về vật chất lẫn tinh thần, để những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, đây cũng là thời điểm các hoạt động du lịch được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới, nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Những ngày này, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo cho nhân dân tham gia giao thông an toàn. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường khu vực nội đô, Phòng Cảnh sát Giao thông Bộ Sát
đã bố trí tối đa lực lượng, tổ trực chốt, trực duy trì tuần tra, kiểm soát lưu động. Quốc lộ 10 là một trong những tuyến giao thông trọng điểm của thành phố, nối liền hai tỉnh Quảng Ninh và Thái Bình. Đồng thời, có tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chạy qua nên có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất cao. Vì vậy, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung đã bố trí các tổ tuần tra, chốt điểm đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn. Thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an thành phố cũng như là kế hoạch của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung đã trực 100% quân số các chốt cao điểm trên tuyến, các ngã tư có cán bộ chiến sĩ của trạm cảnh sát giao thông Quang Trung hướng dẫn và điều tiết giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Với các cái phương tiện mà xe khách, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung đã bố trí lực lượng kiểm soát các phương tiện và đảm bảo không quá số người quy định, đậu đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Tại các tuyến đường dẫn ra các khu du lịch như Cát Bà, Đồ Sơn, do lượng phương tiện tăng đột biến nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Vì vậy, lực lượng chức năng đã tăng cường điều tiết, phân luồng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Ghi nhận trong 3 ngày nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát Giao thông Bộ Sát, Công an các địa phương đã xử lý gần 200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe, đi xe phần đường, làn đường theo quy định. Trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay ngày mai, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía Bắc thành phố nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía Nam thành phố nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%. Vịnh Bắc Bộ, không mưa và sương mù nhẹ vài nơi, tầm nhìn xa từ 2 đến 6 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.